Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang vừa rà soát báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh cân đối nguồn cát phục vụ cho các công trình trọng điểm trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, nhiều công trình trọng điểm trong và ngoài tỉnh An Giang đang gặp khó khăn chạy tiến độ do thiếu hụt vật liệu, cát san lấp, xây dựng. Trong đó, nguồn cát tại An Giang không chỉ cung cấp cho các công trình trên địa bàn, mà còn phục vụ cho các công trình lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước tình hình này, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đã rà soát báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh cân đối nguồn cát phục vụ cho các công trình trọng điểm trong và ngoài tỉnh. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã rà soát báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh cân đối nguồn cát phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ là 800.000 mét khối, dự kiến tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên 1,41 triệu mét khối. Dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, tính lộ 945 là 220.000 mét khối. Tuyến đường liên kết dùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, liên kết với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp là 2 triệu mét khối.